Quả đu đủ là một loại trái cây chứa rất nhiều dinh dưỡng và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng ít ai biết rằng lá của cây đu đủ cũng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người, không kém gì phần quả. Chiết xuất lá đu đủ có đặc tính chống tăng sinh, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự hiện diện của một loạt các hợp chất chống ung thư và chất chống oxy hóa có trong lá đu đủ. Đặc biệt, lá đu đủ có rất nhiều công dụng chữa bệnh tuyệt vời theo nhiều cách khác nhau mà dân gian đã lưu truyền lại. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lợi ích của lá đu đủ đối với sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua. Điều trị sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm dựa trên mũi, ảnh hưởng đến khoảng 50 đến 200 triệu người dân trên toàn cầu mỗi năm. Sốt xuất huyết là một dạng sốt rất nguy hiểm, thường xuất hiện ở trẻ nhỏ. Nó làm giảm số lượng lớn tiểu cầu trong máu. Để chữa trị, cần phải tìm cách bổ sung lại lượng tiểu cầu đã bị mất đi này. Một nghiên cứu được công bố trên chuyên sang ResearchGate nói rằng nước ép làm từ lá đu đủ rất hữu ích để tăng số lượng tế bào bạch cầu cùng với số lượng tiểu cầu trong cơ thể. Giảm nhẹ rối loạn kinh nguyệt. Khi tới giai đoạn kinh nguyệt, nếu bạn gặp tình trạng đau bụng dữ dội thì lá đu đủ chính là sự lựa chọn hoàn hảo trong trường hợp này. Lá đu đủ có thể giúp giảm tình trạng đầy hơi xảy ra trong lúc đau bụng kinh. Thông thường, trà hoặc thuốc sắc được làm từ lá đu đủ rất hữu ích để điều trị các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt như đau đầu, khó tiêu hay buồn nôn. Điều trị các vấn đề về da. Lá đu đủ cũng rất giàu vitamin A và C, đặc biệt là khi xác thành nước uống, có khả năng cải thiện làn da, tăng cường sức khỏe da, giúp da ngày càng trẻ đẹp hơn. Nước lá đu đủ còn có tác dụng ngăn ngừa sự hoạt động và phát triển của các gốc tự do có hại cho làn da của bạn. Thành phần hợp chất capain bên trong lá đu đủ cũng giúp làm sạch các độc tố bám trên da, ngăn ngừa các vấn đề về da như mụn, tàn nhang rất hiệu quả. Duy trì sức khỏe lá gan. Stress oxy hóa có thể gây ra nhiều thiệt hại cho gan, dẫn đến viêm gan và xơ gan, có liên quan đến viêm gan C. Từ xa xưa, lá đu đủ đã được dùng làm vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh về gan khác nhau như ung thư gan, xơ gan hay bệnh vàng da. Trong một nghiên cứu, người ta nhận thấy dùng lá đu đủ có thể hỗ trợ chức năng gan nhờ đặc tính chống oxy hóa và vitamin E dồi dào trong loại lá này. Điều trị sốt rét. Sốt rét là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do một loại ký sinh trùng có tên là Plasmodium gây ra. Theo một nghiên cứu, dùng lá đu đủ giúp bệnh nhân sốt rét, tăng các tế bào hồng cầu và giảm số lượng ký sinh trùng trong cơ thể. Cải thiện tâm trạng. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra nguyên nhân của sự thay đổi tâm trạng và các rối loạn tâm thần khác có thể là do sự thiếu hụt vitamin C trong cơ thể. Lá đu đủ hoặc thuốc sắc từ lá đu đủ có thể giúp giảm bớt các vấn đề như thay đổi tâm trạng thường xuyên, căng thẳng cũng như trầm cảm. Hỗ trợ hệ tiêu hóa. Các enzyme trong đu đủ như papain, protease và chymopapain có tác dụng trong việc thủy phân các chất đạm khó tiêu trong dạ dày, giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa protein và carbon hydrate. Điều này giúp giảm bớt táo bón, hội chứng ruột kích thích, ợ nóng, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác. Tăng cường năng lượng. Chất papain trong lá đu đủ được cho là có tác dụng tăng cường năng lượng. Sự hiện diện của một số vitamin và khoáng chất trong lá đu đủ giúp điều trị chứng mệt mỏi mãn tính và duy trì mức năng lượng của cơ thể. Giảm viêm. Có nhiều bệnh gây ra do viêm như tiểu đường, vàng da và xơ gan. Viêm trong cơ thể cũng có thể là do một số dị ứng hoặc bệnh tật. Lá đu đủ có đặc tính kháng viêm, giúp giảm stress oxy hóa bên trong cơ thể bạn. Cải thiện độ nhạy insulin. Các hoạt chất sinh học trong lá đu đủ có khả năng cải thiện độ nhạy insulin cũng như các biến chứng thứ phát của bệnh tiểu đường như gan nhiễm mỡ, tổn thương thận và stress oxy hóa. Ngoài ra, uống nước lá đu đủ còn có thể phòng được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Có lợi cho sức khỏe tim mạch. Sự hiện diện của polyphenol trong nhiều loại thực vật đã cho thấy kết quả tích cực trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Trong lá đu đủ có chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, đồng thời bảo vệ hệ thống tim mạch của bạn. Theo một nghiên cứu, lá đu đủ giúp giảm stress oxy hóa nhờ có sự hiện diện của các hợp chất phenolic.
Điều trị chứng ợ nóng. Lá đu đủ được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên trong nhiều vấn đề tiêu hóa như ợ nóng, đầy hơi, táo bón và hội chứng ruột kích thích. Trong một nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng việc dùng lá đu đủ ở những bệnh nhân bị chứng khó tiêu đã giúp giải quyết vấn đề này chỉ trong một thời gian ngắn. Kích thích mọc tóc. Lá đu đủ không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà còn có công dụng làm đẹp vô cùng hiệu quả, đặc biệt là thúc đẩy sự phát triển của tóc, mang lại mái tóc khỏe đẹp và tràn đầy sức sống. Lá đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, các enzyme như papain, vitamin A và C. Các hợp chất này giúp điều trị những vấn đề về tóc như gầu, hói, kích thích mọc thêm tóc và làm cho chúng trở nên bóng mượt tự nhiên. Đặc tính chống ung thư. Theo một số nghiên cứu, chiết xuất lá đu đủ có đặc tính chống tăng sinh, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự hiện diện của một loạt các hợp chất chống ung thư cũng như chất chống oxy hóa có trong loại lá này. Bên trong lá đu đủ có đặc tính chống ung thư mạnh nhờ vào hợp chất acetogenin. Ngoài ra, lá đu đủ cũng có các đặc tính chống viêm, giúp giảm nhẹ các tác dụng phụ do hóa trị trong điều trị bệnh ung thư. Tuy nhiên, lá đu đủ chỉ giúp ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, đồng thời góp phần hỗ trợ điều trị bệnh, chứ không có tác dụng hoàn toàn đối với việc chữa trị dứt điểm căn bệnh ung thư. Giải độc cơ thể. Sự hiện diện của các chất phytochemical cùng với các enzyme như papain trong lá đu đủ hoạt động như những chất giải độc, đồng thời bảo vệ sức khỏe của gan và thận. Lá đu đủ có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như vậy, nhưng bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hay thầy thuốc đông y trước khi sử dụng. Loại lá này thường được sử dụng theo hai cách phổ biến, đó là dưới dạng nước ép hoặc thuốc sắc uống. Đối với loại nước ép, đây là cách đơn giản nhất để thêm lá đu đủ vào chế độ ăn uống. Để chuẩn bị loại nước này, thêm khoảng 5 đến 10 lá đu đủ vào máy xay sinh tố, xay chúng cho đến khi hỗn hợp trở nên mịn. Sau đó, dùng vải mỏng hoặc dây lọc để lọc lấy nước ép đặc cho vào ly. Trộn khoảng 2 muỗng canh hoặc 5ml nước ép lá đu đủ đặc với 20ml nước để uống. Bạn cũng có thể kết hợp thêm các loại trái cây có vị ngọt khi làm nước ép vì hương vị của nước lá đu đủ khá đắng. Mật ong cũng là một lựa chọn mà bạn có thể tham khảo trong trường hợp này. Đối với thuốc sắc, pha trà hoặc thuốc sắc làm từ lá đu đủ cũng được sử dụng rộng rãi để điều trị nhiều bệnh khác nhau. Đun sôi lá đu đủ với khoảng 2 lít nước cho đến khi màu lá nhạt dần và lượng nước giảm còn một nửa, sau đó để nguội để sử dụng. Lượng khuyến nghị là khoảng 25-30ml. Đối với bệnh nhân sốt xuất huyết, có thể uống 2 muỗng canh hoặc 25-30ml nước ép lá đu đủ mỗi ngày trong mỗi 6 giờ. Cố gắng chuẩn bị nước uống và sử dụng trong ngày, tránh bảo quản lâu quá 24 tiếng sang ngày hôm sau. Về mặt tác dụng phụ, một lượng lớn, bất kể thứ gì, dù có tốt đến mấy, cũng đều có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo các phương pháp điều trị bằng thảo dược, số lượng rất quan trọng. Bởi lẽ, sử dụng nhiều thảo dược có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Lá đu đủ không chứa độc và rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là trong điều trị sốt xuất huyết. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng lá đu đủ có chứa một hóa chất gây hại tên là glycoside cyanogen, có thể can thiệp vào các chức năng của cơ thể khi sử dụng với liều lượng lớn. Nước ép lá đu đủ có thể gây ra các tác dụng phụ từ nhẹ cho đến trung bình như đau bụng, buồn ngủ, buồn nôn, hồi hộp, đánh trống ngực không đều, cảm giác tim đập nhanh, đập thình thịch, đập nhanh từng chập hoặc ngưng một nhịp. Kích ứng da và gây loét trong ống dẫn thức ăn cũng có thể xảy ra. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.